Đây là hoa vạn thọ ngày 18 âm lịch nha các bạn. Thì nói chung thì tất cả các hoa vạn thọ của các bạn trồng từ mùa vụ từ đầu tháng 10 đến nay, thì tới thời điểm này 18 đến gói 23 Tết thì bắt buộc những hoa vạn thọ phải nở xé kén là như thế này nha các bạn. Và trong thời gian nở xé kén như thế này thì chúng ta chỉ không cần phân thuốc gì nữa đâu, chỉ cần tưới nước. Thì lâu lâu chúng ta phun thuốc sâu lần thì do nở xé kén thì thuốc sâu sẽ cắn hoa. Thì chỉ tưới nước đều đặn là ok nha các bạn. Thì có nhiều nhà vườn người ta đã tập kết hoa ra cái chợ hoa xuân rồi các bạn ạ.